Phải đạt 35 trên 50 điểm trong phần thi phần mềm mô phỏng trên máy là một thử thách mới trong buổi thi sát hạch lái xe của các thí sinh tại Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe Hùng Vương, tỉnh Vĩnh Phúc. Nhiều thí sinh đã vượt qua dễ dàng, nhưng có thí sinh cũng khá bỡ ngỡ. Trong quá trình nhà trường đào tạo thì em có được thực hiện trên máy tính làm thử. Và ngày hôm nay em đi thi là cũng đã được kết quả đỗ rồi ạ. Theo tôi thì mình là lái già rồi ấy. Thì thấy nó không được thực tế lắm. Bởi vì này, ví dụ như có những cái tình huống ấy, với cái phản xạ người lái xe ấy, là người ta sẽ gõ sớm. Đấy. Ví dụ cụ thể là có một cái tình huống cái xe tải đang chở đá, nó rơi vài cái sỏi hạt sỏi xuống, là tôi đã gõ rồi. Nếu như mình ở ngoài đường là mình đã xử lý, đã côn, đã phanh rồi. Thế nhưng mà trong bài đấy thì lại phải đợi nó rơi nhiều xuống một đoạn nữa mới gõ nó mới có điểm. Phần thi phần mềm mô phỏng có 120 bài tập mô phỏng các tình huống nguy hiểm hay gặp trên đường khi điều khiển ô tô trong các loại điều kiện thời tiết, đường xá và cách xử lý khi gặp tình huống. Do mới áp dụng, tỷ lệ thí sinh trúng tuyển tại các trung tâm đạt khoảng 60%. Các cái cơ sở đào tạo sẽ đầu tư bổ sung cái trang bị cái cabin học lái xe ô tô. Thì đây cũng là một cái nội dung mới để mà hướng dẫn cho cái học viên các cái kỹ năng lái xe ở các cái điều kiện địa hình khác nhau, thời tiết khác nhau và các cái ngoại cảnh khác nhau để mà có thể mà lái xe an toàn. Đối với phần thực hành lái xe trên cabin ảo, học viên sẽ phải trải qua các bài như đi trong đô thị, đi trên đường cao tốc, đường trơn trượt, xa hình. Đây là ứng dụng mô phỏng các tình huống hay gặp nhất khi lái xe ô tô tham gia giao thông. Từ đó, người lái xe có thể hiểu và biết cách xử lý những tình huống trên thực tế, tránh va chạm đáng tiếc xảy ra. Tuy nhiên, nhiều học viên cũng còn khá bối rối khi tiếp cận phần học này. Tôi thấy ngồi trong cabin đấy nó khác lắm, nó không giống như mà xe thật. Nó kiểu cái tay lái này rồi là cái phanh này, nó khác lắm, nó giống kiểu trò điện tử hơn. Mà cảm giác mình nhìn vào màn hình cũng kiểu nó tạo cho mình cái phản xạ là trò chơi điện tử ấy. Tôi nghĩ là nếu mà tổ thi bằng lái mà để lái ở bên ngoài ấy, thì sao mà mình không tăng cái thời gian mà lái thử trực tiếp ở ngoài thời gian thực tế ấy, thì nó sẽ có nghĩ là sẽ hiệu quả hơn là việc cho học viên mà ngồi trong những cái cabin kiểu này. Nó người ta tạo cái cảm giác như kiểu người ta đùa giỡn, người ta chơi điện tử ấy, nó nhiều hơn là cái việc mà cần phải lái chỉn chu hay là cẩn thận như là ở ngoài đời. Với những học viên của mình thì mình đánh giá là các bạn sau khi có bằng xong, từ khi áp dụng là cũng đã rất là tốt hơn so với trước rất nhiều về cái tay lái, bởi vì các bạn đã được đi đủ những cái số km và thời gian học tập nó chuẩn hơn. Việc siết chặt chất lượng thi sát hạch là điều cần thiết, vì trượt lần này có thể thi lại lần khác. Còn khi lái xe trên thực tế, không ai muốn và được phép sơ sẩy, dù chỉ một lần, vì đôi khi nhanh một phút là chậm cả đời.